Chốn xa xưa đó em vẫn thường đi qua để tìm lại thuở chúng ta còn bên nhau, để tìm lại chút gì để nhớ, để thương, để một chút gì lưu luyến. Dù bây giờ anh đã xa nghìn trường, chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếng hát Hiếu Trang qua nhạc phẩm Em và Nỗi Nhớ Khôn Nguôi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, phổ thơ của nữ thi sĩ Hồng Thủy. Xuân